1129, tham gia Bus Tour. Chị hướng dẫn viên Atarasi cảm ơn mọi người đã sử dụng dịch vụ du lịch Bus Tour. Bố và Jin mê mẩn với nhan sắc của chị, xin còn khen vóc dáng chị thật không thể cưỡng lại. Cô Mi sắc êm thông báo vì chị Atarasi là nhân viên mới nên cô sẽ đồng hành cùng quý khách. Cô dặn chị hôm nay là buổi kiểm tra cuối cùng nên phải cẩn thận nhé. Chị vui vẻ cầm mic giới thiệu chúng ta đang đi vào tiệm mì soba đã được 100 năm tuổi để thưởng thức. Mẹ hào hứng nhìn bản đồ ăn, bố dặn đừng ăn cố quá nhé. Người đầu bếp bấm giờ 30 phút ăn mì thả ga bắt đầu. Cả nhà xin ăn liên mồm, số bát ngày càng tăng lên nhanh chóng. Cả nhà ôm cái bụng no căng tròn than thở vì hốc quá nhiều rồi. Cả nhà vác chiếc bụng căng đi ra, mẹ và xin nhìn qua tiệm đã bảo, bố ngăn lại đã ăn nhiều thế rồi mà còn muốn ăn thêm à, mẹ vui vẻ vẫn còn bụng ăn tráng miệng mà, xin liền trêu mẹ có 3 ngấn mỡ bụng rồi đó nha. Quán đông khách quá trời, bố lo lắng sợ trễ giờ xe buýt, hành khách đã lên xe hết rồi nhưng chưa thấy nhà Nohara. Chị Atarashi liền vội vã chạy đi tìm, cuối cùng món ăn đã ra rồi, vừa lúc đó chị tới báo sắp đến giờ xuất phát rồi. Cả nhà đồng tình phải ăn nhanh thôi rồi họ ăn lấy ăn để, nhưng mà lạnh quá đi thôi, vậy mà vẫn còn dáng ăn đúng là tự làm khổ mình mà. Chị Atarashi chỉ biết ôm đầu bất lực đứng bên. Cuối cùng chị bị xếp trừ 20 điểm vì muộn 20 phút rồi, thật là làm tội tình người ta mà. Điểm đến tiếp theo là vườn hoa cải, mọi người trầm trồ khung cảnh thật đẹp. Mẹ bực bội hét lên với Jin đi ngắm hoa đó nha, vì Jin lúc này đang mê mẩn ngắm nhìn các chị gái. Cả nhà chuẩn bị lên xe thì không thấy Jin đâu. Chị Atarashi nghe thấy lo sợ mình sẽ bị trượt, cả nhà và chị liền tản ra đi tìm. Khi chị vừa nhận ra thì Jin đã đi nhầm lên xe khác rồi, chị vội vã đuổi theo may sao vẫn kịp, thế nhưng chị vẫn bị trừ 10 điểm vì trễ 10 phút. Người xếp căn dặn chị Atarashi nếu ở trạm dừng tiếp theo nhà Nohara quay lại đúng giờ thì sẽ hủy số điểm bị trừ của chị. Trước khi xuống xe, chị dặn bố mẹ xin cẩn thận thời gian xuất phát là 4 giờ 20 phút, nhưng vẫn không an tâm mà đi theo dõi họ, cả nhà xin đang mua quà cho mọi người. Mẹ giật mình nhìn đoàn người dài xếp hàng đợi tính tiền, bố lo lắng như vậy thì mất thời gian lắm, xin chỉ có một quầy trống này, bố mẹ vội chạy qua nhưng quầy tự tính tiền ư. Dùng như nào nhỉ, bố cũng chịu á, mẹ đứng mày mò, chị lo lắng chỉ còn 14 phút thôi liền lao tới bảo để mình làm cho, chị vận hết công sức tính tiền thoăn thoắt như cái máy. Thế là xong rồi, mẹ vui vẻ cảm ơn và bảo muốn mời trà chị xua tay bảo không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu mọi người không quay lại xe kịp thời gian thì tôi sẽ bị trượt kỳ thi, cả nhà nghe thấy hoảng hốt vội chạy ra xe thôi. Thấy có đám người cãi nhau, bố vội vào can ngăn, hóa ra là hai người họ đang luyện giáp, mẹ lại định lại giúp một bà cụ. Tuy nhiên bà có thể tự mang đống đồ được, khi nhặt được chiếc ví, cả nhà mang ra nộp cho cảnh sát. Chị Atarashi đứng bên khóc ròng vì thời gian đang rất gần rồi, cả nhà chạy đến nơi rồi, bố mẹ thở không ra hơi hỏi có kịp giờ không, người xếp thông báo 4 giờ 21 phút. Cả nhà xin hoảng vội quay qua xin lỗi chị Atarashi liên hồi, người xếp lên tiếng chúc mừng cô Atarashi đã đỗ bài kiểm tra, lúc này chị mới bảo thực ra đã báo cho nhà xin giờ xuất phát sớm hơn 10 phút. Xin khen chị gái làm tốt lắm, chị vui mừng cảm ơn, hành khách trên xe cũng vỗ tay chúc mừng. Thật là tuyệt vời, bắt đầu chuyến hành trình tiếp thôi. Lúc này xin lại giơ tay bảo mắc tiểu, đúng là nhà xin phiền phức lắm nha. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 812P1. Mẹ Mise đang tìm kiếm một thứ gì đó mà tìm mọi góc gách trong nhà, cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua luôn. Nhưng khi xin xuất hiện thì mẹ lại tỏ ra như không có gì khiến xin nghi ngờ cho cái hành động đó của mẹ. Để đánh lạc đi sự chú ý của xin, mẹ nói đã mua chocobi cho cậu ta trong phòng khách, đây đúng là cách hợp lý nhất. Hóa ra mẹ đang tìm chỗ để giấu cái hộp gì đó. Xin đang rất vui vẻ vì mình được ăn bánh thì thấy biểu hiện vui vẻ một cách bất thường của mẹ Mise mà thắc mắc. Tất nhiên mẹ đâu thể nói cho xin khi đang tìm cách giấu nó đi mà. Xin liên tưởng cái hộp mà lúc nãy mẹ cầm giống với hộp bánh đắt tiền mà cậu ta đã từng được ăn. Chỉ cần nghĩ tới điều đó thì xin có động lực để có thể hóa thân thành siêu nhân đi tìm kiếm cái hộp kỳ lạ đó của mẹ Mise. Xin nhìn thấy Bạch Tuyết thì liền cho nó đồng hành cùng mình tham gia cuộc tìm kiếm. Xin dùng máy dò tìm theo bản năng để xác định những nơi khả nghi. Những nơi xin nghi ngờ là cái tủ lạnh nó không mấy khả quan vì quá cao so với cậu ta. Sau khi mở tủ lạnh ra, xin khám phá ra một điều rau củ mẹ đã để đây không biết từ bao lâu rồi. Ngăn tiếp theo là ngăn đá khiến xin cảm thấy khá lạnh và muốn bị đóng băng. Điều quan trọng, xin thấy cánh tay robot của mình ở trong này. Xin đang thương tiếc cho cái tay và hứa sẽ kết hợp nó với các thành viên trong đống đồ của mình. Xin nghe tiếng mẹ đang đi vào mà nhanh chóng rút quân an toàn. Mẹ đi kiếm xin nhưng nhờ tiếng khóc của Hima đã giúp xin thoát nạn. Xin phát hiện ra khu vực này giờ rất nguy hiểm với cái tạ nặng trịnh của Hima mà quyết định rút lui. Xin lại dùng máy giờ tìm trong nhà kho của mẹ nhưng chỉ toàn là đồ dùng giảm cân của mẹ mông to thôi. Xin tò mò khiến cái túi lớn sắp đổ xuống, may mà Bạch Tuyết đã xả thân mình đỡ lấy. Xin thấy vậy không phụ giúp còn đứng đó mà bình luận nữa chứ. Sau khi xử lý
xong thì Shin và Bạch Tuyết tiếp tục cuộc tìm kiếm trên tầng trên. Vừa đi lên bên trên thì Shin đã phát hiện ra một mùi quen thuộc. Cố gắng mở cửa ra, Shin phát hiện ra đôi tất của bố mà cả hai cùng bỏ chạy. Chỉ còn lại một cánh cửa cuối cùng thôi, nhưng trong này chất quá nhiều thứ khiến Shin nhận ra một trở ngại lớn đang chờ mình. Shin không từ bỏ mà yêu cầu Bạch Tuyết cùng mình vượt qua chướng ngại vật phía trước. Ông trời đã không phụ lòng Shin khi cậu ta leo lên trên cùng thì đập vào mắt luôn cái hộp quà đó. Shin vui vẻ nhảy múa thì bị lọt xuống phía dưới mà Bạch Tuyết không thể giúp gì. Chi mệt mỏi leo lên trên với cái hộp trên đầu rồi vô tình làm rơi mà không hay biết gì. Shin tá hỏa đi tìm cái hộp thì phát hiện nó ở phía dưới. Shin giao nhiệm vụ khó khăn đó cho Bạch Tuyết, mẹ lúc này cũng đã du hi mang ngủ xong. Sau bao khó khăn thì cuối cùng Shin và Bạch Tuyết cũng đã thành công. Mẹ đang bước lên trên lầu thì nghe tiếng Shin. Shin mở ra và phát hiện bộ trang sức mẹ đã nén mua mà không cho bố biết. Mẹ gọi Shin khiến cậu ta hoảng quá làm chiếc nhẫn rơi khỏi tay, bộ bông tai cũng rơi xuống khe. Hậu quả Shin nhận được thì khỏi cần bàn cãi cũng biết rồi, nhưng ít ra Shin đã thành công trong chuyến đi thám hiểm của mình. Chỉ khổ thân mẹ Mise khóc hết nước mắt mà tìm lại món đồ yêu thích của mình. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 1137 P1 chơi với Nene rất vất vả. Quả bóng đang lăn trên chân các bạn chỉ khi tới tay Nene thì nó đã được nghỉ ngơi vì Nene muốn các bạn cùng chơi trò gia đình với mình. Các bạn không còn sự lựa chọn nào khác vì quả bóng đang trong tay Nene. Kazama nói với cả nhóm tuyệt đối không được để Nene lấn ấp, khí thế rất hùng hổ bước lại về phía Nene. Cô bé không để cho ai kịp nói đã phân vai cho mọi người. Kazama sợ hãi lên tiếng nói hôm nay bọn họ sẽ chơi đá bóng. Nene coi như không nghe thấy vẫn giao vai cho Kazama, thế là cả nhóm lại bị Nene dọa cho phải vào trò chơi. Nene diễn nhiên cảm thấy các bạn không hợp tác với mình, nhắc nhở Masao nhưng cậu ta không muốn nghe lời Nene. Quay sang Kazama thì cậu ta cũng đã chịu nhập vai là một người con muốn rời gia đình đi sang Brazil để trở thành một cầu thủ bóng đá. Shin thấy vậy cũng muốn theo chân Kazama, Nene muốn bố Masao lên tiếng cản lại nhưng Kazama đã rủ bố theo cùng. Kazama ra hiệu nháy cho Masao, cuối cùng thì cậu ta cũng đã hiểu ra vấn đề. Ông nội Bo tuy già yếu nhưng cũng muốn tham gia cùng con cháu. Thế là bốn người một nhà lên đường bỏ lại Nene một mình. Sau khi thấy đã an toàn thì cả nhóm cảm thấy mình đã làm tròn vai rồi mà cười hả hê. Nhưng chưa được bao lâu thì khuôn mặt đáng sợ đó đã xuất hiện. Kazama đành chống chế đang ở Brazil. Nene không nói gì đưa cho Kazama một bức thư nói mẹ ốm nặng. Sự hiếu thảo không cho phép họ lừa dối đành phải quay về chịu trận của Nene. Cô Yoshinaga đi qua thấy Nene giả bệnh mà lo lắng. Nene càng tự tin hơn về diễn xuất của mình. Kazama nảy ra ý tưởng rủ cô Yoshinaga chơi cùng với họ. Nhưng vấn đề phân vai cũng gây tranh cãi cho Nene và Kazama. Nhưng lần này Kazama đã thành công xếp vai cô Yoshinaga là vợ mình ở nhà chăm sóc mẹ già để cả nhà ba thế hệ đi thực hiện ước mơ. Cả bốn bạn nhỏ tranh thủ rời đi trước lúc Nene kịp phản kháng lại. Cả ba đang chơi đá bóng thì phát hiện ra Shin đã biến mất không dấu vết. Cô Yoshinaga chơi cùng Nene và cô bé thể hiện đúng là một bà mẹ chồng khó tính hách dịch. Trong lúc cô Yoshinaga không thể chịu đựng nổi nữa thì Shin đứng ngay sau lưng nói đỡ cho cô. Thật ra Shin lấy kinh nghiệm từ mẹ của mình để nói ra khiến Nene cảm thấy khó chịu mà bắt cậu ta đi gọi các bạn về. Tranh cãi giữa hai người phụ nữ lại khiến cho cánh mày râu phải khó xử. Kazama không muốn chơi nữa không phải vì cô Yoshinaga. Nene nghe vậy thì hiểu là các bạn không muốn chơi cùng mình. Cả bọn run sợ giải thích là do hôm nay muốn đá bóng. Nene rất vui vẻ nói các bạn đá bóng đi. Một lúc sau thì các cầu thủ cũng đã kiệt sức dưới sự chỉ đạo của Nene. Cô bé dồn mọi người vào thế bắt buộc phải chơi cùng mình. Tới cô Yoshinaga cũng đành bó tay kêu các bạn hãy chơi với Nene đi.